Trên tay mình đây là một cái chiếc kính bảo hộ mà mình vừa mới mua được hôm qua với cái giá là 30.000. Thì các bạn biết là kính bảo hộ thì nó có rất là nhiều công dụng, nhất là đối với những người mà vừa mới mổ mắt xong á, thì cái kính này nó sẽ giúp cho họ ngăn được những cái bụi bẩn, hoặc là gió bụi này kia nó chui vào mắt thì sẽ không tốt. Còn đối với hiện tại thì cũng đang là dịch mùa Covid đó, thì ngoài đeo khẩu trang ra thì các bạn nên tự trang bị cho mình thêm một cái kính bảo hộ như thế này. Bởi vì khi mà các bạn đeo khẩu trang thì nó chỉ chống cái giọt bắn vào mũi mình thôi, chứ nếu mà ví dụ mình tiếp xúc với những người mà bị bệnh hoặc là có nguy cơ cao á, thì khi mà họ nói chuyện thì những cái giọt bắn đó nó có thể dính vào trên mắt của mình này nọ, và khi mà mình ngứa mắt này kia, mình gãi này kia á, và mình vô tình mình đưa lên mũi thì cũng sẽ có nguy cơ lây nhiễm. Chính vậy mà việc mà trang bị cái chiếc kính bảo hộ như thế này cũng là một cái điều hết sức là cần thiết. Một phần là cái giá nó rất là rẻ, hầu như là bất kỳ ai cũng có thể mua được, chỉ có 30 ngàn cho một cái chiếc kính như thế này thôi. Và cái công dụng của nó thì rất là nhiều luôn. Hoặc là khi mà mình dán keo dán sắt này nọ, hoặc là mình làm việc trong môi trường khói bụi hoặc là có hóa chất này kia, thì nó sẽ giúp cho mình ngăn hạn chế và ngăn được cái những cái giọt hóa chất này kia nó vô tình mà nó bắn vào mắt mình thì có thể gây ra đuôi mù và mất thị lực của mình đó. Thì cái kính này của mình mua là có thương hiệu là Everest Safety, làm nó sẽ giúp cho mình chống cái tia UV nè, và nó hạn chế bị chày và nó sẽ không có bị đọng hơi xương đó, nó ghi trên đây. Và một số cái thông tin về cái mắt kính ở phía đằng sau, và nó được sản xuất ở Đài Loan. Đối với những người mà chạy xe ở ngoài đường này kia á, những bác tài xe ôm công nghệ hoặc là những người mà thường xuyên chạy xe ngoài đường á, thì đeo cái kính này cũng rất là hợp, bởi vì nó sẽ giúp cho mình ngăn cản được cái tia UV chiếu vào mắt mình. Lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thị lực, cũng như là nó sẽ giúp cho mình ngăn được bụi, cũng như là nếu mà mình đi trời mưa trời gió này kia á, thì nước mưa nó bắn vào mắt mình thì sẽ hạn chế cái tầm nhìn của mình, rất là khó để di chuyển. Đây là chiếc kính. Thì cái màu này của mình mua đó là màu đen đó. Thì về cái phần trong kính này, nó được làm bằng polycarbonate, giống như là mấy cái mũ bảo hiểm mà nó có cái kính đó. Đó thì nó cũng làm vật liệu tương tự giống như vậy. Thì ưu điểm của cái này đó là nó sẽ hạn chế bể cũng như là nó hạn chế chày. Thì đương nhiên nếu mà thí dụ mà mình cố tình mình làm thì nó sẽ chày, còn nếu mà thí dụ mà mình xài bình thường á, thì nó sẽ rất là lâu chày cũng như là nó sẽ không có bị mờ theo thời gian đó. Đây là cái phần để ôm vô cái sống mũi của mình nè. Cái kính này nó chỉ có nhược điểm một cái, đó là những cái bạn mà không có sống mũi hoặc là sống mũi thấp á, thì đeo vô thì nó rất là dễ tụt. Còn những người mà có sống mũi cao hoặc là trung bình á, thì đeo vô nó sẽ rất là ôm cái mặt của mình. Thì mình có thử đeo về cái sản phẩm này rồi, và cái cảm nhận đeo là nó sẽ mình hôm qua mình đeo khoảng tầm đâu được 30 phút á, thì mình thấy là nó sẽ không có gây ra cái hiện tượng nhức đầu hoặc là buồn nôn như mình đeo những cái kính dởm khác đó. Về cái độ an toàn thì nó cũng có, và mình có thể yên tâm sử dụng khi mà mình di chuyển ở trên đường hoặc là khi mà mình vừa mổ mắt xong. Nếu mà dành các bạn có người thân mới vừa mổ mắt xong thì các bạn nên mua cho họ, cho người thân của mình đó, cái kính như thế này để giúp bảo vệ mắt. Bởi vì khi mà mổ mắt xong thì phải tránh tiếp xúc với lại bụi, hầu như là tránh tối đa tiếp xúc với bụi trong vòng khoảng 1 tháng đầu sau khi mổ. Và nếu mà thí dụ mà họ, bởi vì trên đây á là làm bằng nhựa, nếu mà thí dụ mà nên bo một lớp silicon hoặc là một lớp cao su trên đây thì nó sẽ hay hơn. Cái thứ nhất là nó sẽ ôm chặt lên cái trán của mình,
và nó sẽ hạn chế về bị tụt kính hai bên đây nè, nó làm bo hai bên đây luôn để giúp cho mình bảo vệ mắt, hầu như là bụi nó không có xâm nhập được từ phía hai bên đây. Và dưới đây thì nó sẽ ôm sát mũi mình luôn và bộ nó cũng sẽ không có xâm nhập được. Cái kính này hay một cái chỗ đó là mình có thể điều chỉnh về cái độ dài của kính, rất là phù hợp với hầu hết tất cả mọi người, những người có khuôn mặt nhỏ hoặc là to đó thì đều có thể đeo được, thì mình sẽ điều chỉnh cho thích hợp. Và cái cảm giác á, điều chỉnh á, nó rất là chắc tay luôn, nó sẽ không có bị sụp xịt đó, nó rất là chắc tay, hầu như là mình phải dùng một cái lực vừa phải mình mới kéo ra kéo vô được, chứ ngoài ra là nó không bao giờ mình có hiện tượng đó là nó tự tuột vô hoặc là tuột ra. Đó, bạn có thể nghe nè, cái tiếng nè. Nó sẽ có từng nấc. Nó sẽ có 4 nấc. Đó, như vậy là mỗi nấc nè, 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc. Mình sẽ kéo ra. 1 2 3 4. Đó, kéo ra được 4 nấc. Và để có thể có cái trải nghiệm một cách ôm mặt nhất thì là các bạn nên kéo cái kính này, kéo cái càng kính này nè, cho nó càng ngắn thì càng tốt, bởi vì sẽ giúp cho mình ôm sát vào tai mình và nó sẽ giữ trên mặt mình tốt hơn. Đó, tùy theo các bạn lựa chọn cái kích cỡ, cái kích thước của cái vòng tai này thôi. Rất là rẻ, 30.000 cho một cái kính chất lượng như thế này, có thương hiệu đàng hoàng luôn, đó là thương hiệu Everest. Nếu mà các bạn thấy thích thì có thể mua để mình và người thân có thể sử dụng, hoặc là mình mua để sẵn ở nhà cũng được, chẳng hạn khi mà mình cần dán keo dán sắt hoặc là mình cần sử dụng hóa chất này kia thì mình phải đeo vô mắt cho nó an toàn, bởi vì khi mà chỉ cần một cái giọt hóa chất này kia bắn vào mắt mình thì mình có nguy cơ mình sẽ bị mất thị lực vĩnh viễn luôn, rất là nguy hiểm. Hoặc là đối với những bạn mà nấu ăn á, khi mà mình chiên thường xuyên này kia á, thì dầu nó sẽ bắn, mà thường thường mình để ý mình cũng hay nấu ăn, dầu nó thường thường là nó sẽ bắn lên trên mắt của mình không à. Đó, chính vậy mà để bảo vệ an toàn cho mắt của mình thì khi mà mình nấu ăn hoặc là mình chiên chảo dầu này kia á, thì mình có thể đeo vô để bảo vệ mắt cho mình, bảo vệ tối đa luôn. Thì cái kính này nó rất là nhẹ nên quý vị hầu như là mình đeo một thời gian dài nó cũng sẽ không gây ra cái hiện tượng nặng tay hoặc là đau tay, nếu mà có thì cũng sẽ rất là ít, nhưng mà mình nghĩ là cũng không có ai mà đeo suốt nguyên ngày được, chỉ khi nào mà mình cần mình mới đeo thôi. Đó, nhất là khi mà Tết gần đến nè thì các bạn phải dọn dẹp nhà cửa này kia, thì đôi khi mà giống như là trà sân trà này kia có sử dụng những cái chai tẩy rửa này kia đó thì nó có tính chất axit rất là nguy hiểm. Thế vậy mà khi mà mình sử dụng thì mình nhớ đeo bao tay, và đồng thời mình cũng nên đeo thêm cái mắt kính như thế này để bảo vệ mắt cho mình. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Và nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh giúp mình.